cái động cơ mình nó bền anh em ha. Cửa hàng thì cũng có cung cấp nhiều loại tời ha anh em ha, tời hộp số đây cũng tời, cũng tời xây dựng hết anh em, tua nhanh ha, cái nào cũng tua nhanh, trong mấy cái ở đây cái nào cũng tua nhanh anh em. Tời này là công suất là 2,2 nè, đấy công suất là 2,2, ba ngựa đó anh em. Dòng tua nó là 22 phút trên mét, trên 22 phút, 22 mét một phút, nói lộn anh em, 22 mét một phút. Mà nếu mình kéo đôi anh em, kéo đôi thì nó 11 mét một phút. Còn mình kéo đơn á, kéo đơn mình thả cái móc xuống mình kéo lên là 22 mét một phút anh em. Mấy cái dòng này cũng 22 mét một phút hết anh em, dòng này 20 mét một phút anh em ha. Anh em lưu ý mua hàng là đây nè anh em, đây nó có in cái chữ Trung Quốc đây nè anh em, hàng này hàng Trung Quốc hết anh em, công nghệ của Nhật mà ráp là Trung Quốc anh em ha. Đấy nó có in cái này là hàng nội địa Trung Quốc, là chất lượng nó tốt nha anh em. Đấy cứ in cái chữ này, chữ Trung Quốc này lên, còn nó trơn không có cái không có in, in nổi lên cái này là nói chung là hàng đó giá nó mềm hơn anh em, và nó đồng nghĩa với nó mềm hơn thì đồng nghĩa với chất lượng nó sẽ không tốt bằng cái hàng nội địa Trung Quốc nha anh em. Đấy những cái có in cái chữ nổi Trung Quốc này á, chữ gì mình không biết, nhưng mà nói chung là nôm na là công ty bảo là hàng này là hàng nội địa Trung Quốc, hàng trung ương Trung Quốc anh em ha. Thì trong các dòng tời thì nó cũng có nhiều loại móc lắm anh em, thì hôm nay thì sẽ chia sẻ với anh em nhà biết đỡ anh em mình có gặp trường hợp xử lý thôi ha, không đơn giản thôi chứ không có gì hết anh em. Hôm nay thì clip này nôm na là Quang Thái quay em cũng nói về mấy dòng tời hiện hiện có ở cửa hàng, thì cũng còn những cái tời chậm đi giá rẻ anh em, tời chậm ha, tôi chậm giá rẻ đây nè, cũng móc nhưng mà cái này thì giá rẻ hơn, giá rẻ hơn nhiều, giá nó chỉ hơn nửa tiền bây giờ, cái hơn nửa tiền cái tời các loại tời kia anh em, nó cũng BE 600, BE 300, nhưng mà cái dòng này thì tua chậm. Cũng tùy theo mục đích dùng thôi, chứ mà cái tua chậm này thì ít ít người dùng hơn anh em ha. Đây tua chậm ha, còn dần đây là dùng chuyên sử dụng tua nhanh. Rồi anh em có cần thì cần hàng để dùng anh em thì liên hệ với Quang Thái ở trên số điện thoại trên cửa hàng nha anh em. Số điện thoại xin lỗi, số điện thoại trên màn hình nha anh em. Thì mấy cái dòng này là model nó được 400 anh em. 400 là kéo đôi nha anh em. Kéo đôi là gì anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Đỡ Quang Thái nói luôn. Giờ là cái đây nó kẹt ở trong rồi. Mình nói năm nay là mình kéo đơn á, thì mình kéo thẳng trực tiếp cái hàng là nó sẽ kéo được 200 mét ha, kéo được 200 ký ha. Và tua của nó là 22 mét một phút. Đấy. Còn kéo đôi là gì? Kéo đôi là mình lấy cái móc nó, cái móc của con máy này, mình móc vô cái thanh này hay thanh này cũng được, thanh này cũng được. Đấy. Mình móc cái móc của mình á vô cái thanh này, rồi mình lại lấy một cái móc khác mình đút vô cái dây này. Là lúc đó nó sẽ lăn chậm hơn. Bởi vì nó kéo một lần tới hai cáp anh em, thì trọng tải nó sẽ tăng lên thành 400 kg. Nó tăng tải lên là 400, nó chịu sức cái chịu đựng của nó là 400 kg. Nhưng mà đồng nghĩa với là nó sẽ chậm lại, nó chậm lại là còn 11 mét. Thì giống như mình suy luận logic thôi anh em. Thì một cọng cáp thì nó chạy 22 mét một phút anh em ha. Mà hai cọng cáp thì nó tăng cái trọng tải lên, nó tăng cái sức mạnh nó lên. Nhưng mà cái tốc độ nó thì nó giảm xuống, nó còn 11 mấy trên phút anh em ha. Thì mình chỉ hiểu nôm na vậy thôi ha. Trọng tải tăng và cái thời gian nó sẽ giảm lại, bởi vì nó chạy một lần tới hai cọng cáp anh em. Còn mình chạy một cọng cáp thì tốc độ nó 22 mấy phút, mình chạy gấp tải lên thì nó tốc độ nó sẽ xuống còn 11 mấy phút anh em ha. Con này nặng đâu đó cũng tầm 35 kg anh em ha.
À, Quang Thái bán bao ship luôn, 4 triệu rưỡi anh em ha. 4 triệu rưỡi bao ship ha. Rồi, bao vé anh em luôn. Rồi, à, xin chào anh em. À, còn con dưới này. Con dưới này thì 4 triệu 6 bao ship anh em. Con này nó nặng lên tới 50,5 kg sao. Đúng rồi, 50,5 kg. À, Quang Thái cũng có gửi đi rồi nhưng mà cũng à, đúng rồi, 50,5 kg anh em. Con tập số 50,5 kg. Motor 4 ngựa nha anh em. Motor 4 ngựa tua nhanh ha. Nói chung dòng tời là dùng tua nhanh hết anh em. Nó mới nhanh được. Cái này là 4 triệu 6 bao ship là có đầy đủ luôn. À, 30 mét cáp ha. Cáp 6, 30 mét cáp móc đầy đủ ha. Dây đây thì đâu đó dây móc đây tới 10 mét. Cái tập số dây mà dây móc nó 10 mét anh em. Đấy. Tập số đây dây móc 10 mét. Còn thông thường mấy cái tời này thì cái dây móc nó ngắn anh em, do mà nó đỡ dưới chân mình thì dây móc đâu đó nó khoảng cỡ 2 mét anh em. Mấy tời vòng vòng này nè anh em. Cáp thì cũng cáp 6, 30 mét. 30 mét cáp. 30 mét là xài lớn rồi anh em. Chịu sức rồi. Mình xài đâu có nhiều rồi đâu mà, đâu có cao lắm đâu. Chiều cao mà nè. Còn nếu anh em mà nhu cầu dùng cao hơn thì mình đổi cáp rồi có gì đâu. Lô rất lớn. Lô đây là nó quấn được 60 mét luôn anh em. 30 mét này nè. 30 mét này nó nằm ở nửa lô này. Này nè, 30 mét này nè. 30 mét rồi mà nó nằm nó còn cả khúc này nè. Đấy. Là cái lô này là nhà sản xuất đưa ra là cái sức chứa của nó là 60 mét nha anh em. 50-60 mét là thoải mái, 60 mét cũng thoải mái luôn bởi vì nó còn hở khá nhiều. Lô lớn, máy lớn anh em ha. Rồi, dòng này mấy cái dòng này là quay cho anh em biết luôn. Là báo giá cho anh em luôn là 4 triệu rưỡi bao ship ha. 4 rưỡi bao ship. Còn cái này là 4 triệu 6 bao ship ha. À, anh em muốn dùng loại nào thì liên hệ. Còn cái kia thì nó tua chậm. Anh em có cái trên đây tua chậm. Anh em có cần thì liên hệ ha. Tua chậm thì nó 2 triệu mấy thôi. Anh em ha. Rồi. Kết thúc video xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em.